lần nữa cho một. Trời chưa? Đừng cứ nói gì. Mây mà nghe vô hả? Thấy chưa? Đó. Đẳng cấp là mở bo cái tầm mát vừa rồi. Đây á, bo đã từ anh Dương Giác. Nhưng mà khỏi nàng về đây. Lòng bo lần, bo lần. Là sự lãng tục của tay thôi. Đâu anh em, anh em. Đó, làm một lần á, nếu giờ chưa ra được lần này. Vì là cái tay mình xuống là nó không kín. Chứ nó có đít bình thường. Chơi đến chết hả? Không, chết chỉ mù đó hay. Rồi rồi rồi. Con rắc cái bụp. Không rồi. Nó phải rắc, bắt được rắc. Rồi rồi. Vô vô, sẽ bảo, quất. Để dài nữa quá. Chú Hào này, chú Hào ở Tôn Ngạc này. Không, lấy ừ. Lấy mấy lần lột có mọc này. Cũng rồi sức yếu. Khí công không còn nữa. Khí công mình đi dỗm xúc. Khí công chết mất rồi. Rồi gần gần. Gần đi rồi đó. Có ai có xịt chứ đó. Xịt chứ đó. Nhưng mà không có phục lại chứ đâu muốn trúng được. Rồi. Ok không? Anh thấy cái tay chú này. Anh thấy đập tay chú ạ. Anh thấy đập sưng ta này. To đi mà đập sưng ta. Thứ nhất là cái bòn tam mình lâu ngày đây là không lò. Lâu nay không thực hiện. Là không kiếm được. Cái này đi mình quá đỉnh. Bác ta cần bây giờ ok chưa? Tính chưa? Bác ta cần tính ở đây. Tính chưa? Đây. Đó hồi nãy tụi em không tin bây giờ tính rồi. Bác ta cần tính ở đây. Ok này. Rồi. Mở nào. Đó, vương. Không, qua đi kè rồi. Qua đi kè. Qua đi kè. Bây giờ tụi nó không tin bây giờ. Không phải kinh điển. Để bây giờ nó thật này nè. Nếu mà chơi bia. Cái mọc. Bởi bia là có ơi rồi. Đúng rồi. Ý là mình tiếc. Không. Đừng. Biết. Đúng rồi. Biết. Thử chơi bia đi chú. Biết. Không còn thống lại là đỡ ok rồi đúng không em? Nhưng bây giờ là biểu diễn thêm xíu nữa chứ. Riêng anh thầy không bao giờ xa một vấn đề là anh ở đây là tôi đang uống bể được cái đít là hai này anh to hơn mà lúc anh lòng sân ta mà không suy nghĩ mà để cái ba cái đít chơi là anh thấy phải nể anh thể hiện cho em một lần nữa cho một wow trời chưa đồng hồ đừng cứ nói nhiều mây mà nghe vô hả mây nghe vô hả mây nghe vô hả thấy chưa đó. Mở bo cái tầm mát vừa rồi. Cho một mở mồm. Mày mở chưa? Mở tầm mát chưa? Nhưng mà chặt với e giọng đây này. Đi em giọng, đi em giọng. Mở bo cái tầm mát rồi. Tại mở cái tầm mát vừa rồi. Đó, bà nào đây? Hay chơi bia xí tính trỏ tiền. Rồi để tôi giọng. Anh đáp tôi giữ bằng quạt bằng người. Đáng cấp. Mở cái tầm mát vừa rồi chưa? Tầm mát tôi mở tầm mát vừa rồi. Không chừa xe đúng không? Anh đã nói là ngày xưa anh cái mọc luôn mà bây giờ là tuổi 50. Tuổi 50. Vì ảnh ở làm công rồi là phải đi chơi. Trừ á, anh phép là anh chạm đấu một để anh nói này nè. Anh tiếc là chơi bia quá. Tiếc chơi bia đó. Tiếc bia gì hả? Là có rồi. Tiếc quá là người ta uống ông thầy mà. Không, ok không em? Ok. Ok không? Rồi ok. Không. Rồi. Đi chưa? Một cái chơi bia u rồi này. Một cái quà này, đúng không? Quay được chưa? Rồi ok. Họ xuống đây cầm đây này. Họ xuống này. Đúng chưa? Bây giờ này, đây này, cầm đây này. Họ xuống này. Lái nắp rồi này. Đi con uống này. Dạ. Dạ. Ok. Đó cái nhà đó, cái nhà nó. Đúng chưa? Không phải cầm tay một không, không cần chứ mà từ ấy. Cầm đây họ xuống lái nắp rồi. Không hiểu chưa? Đó là người được.